Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Cả thế giới ngỡ ngàng, 5 máy bay chiến đấu Việt Nam sở hữu khiến cho thánh nhái Trung Quốc cũng phải chào thua. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của kênh Tin Tức Mới. Các bạn thân mến, theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự vào năm 2021 của trang web phân tích quốc phòng độc lập Global Firepower, Việt Nam đứng thứ 24 trên thế giới, được góp mặt trong top 25 quốc gia có nền quân sự mạnh nhất thế giới. Bên cạnh quân đội dũng cảm và thiện chiến, chúng ta còn sở hữu những vũ khí, trang thiết bị tối tân nhất, đặc biệt là hàng loạt những chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ hiện đại. Vậy thì trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu điểm mặt top 5 máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là Su-27, một trong những chiếc máy bay hiện đại nhất của Việt Nam, là máy bay chiến đấu hạng nặng do Liên Xô nghiên cứu chế tạo. Su-27 bắt đầu về Việt Nam từ giữa những năm 1990, giữ vai trò quan trọng cho tới ngày nay, được Viện Nghiên cứu OKB của Sukhoi phát triển. Su-27 phương Tây vẫn gọi là Flanker, kẻ tấn công sườn được ra đời nhằm chiếm ưu thế trên không và đối trọng với F-15IG của Không quân Mỹ. Trên thực tế thì những yêu cầu thiết kế đối với Su-27 được dựa trên cơ sở là khả năng chiến đấu của F-15IG, nhưng được gia tăng thêm 10%. Trên thực tế thì Su-27 vượt trội so với yêu cầu của các nhà sản xuất và trở thành vũ khí làm mưa làm gió trên nhiều chiến trường, góp mặt trong không quân Việt Nam từ gần 2 thập kỷ trước. Những chiến đấu cơ Su-27 đang ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ bầu trời, chủ quyền đất liền và biển đảo của đất nước. Những biến thể Su-27 mà Việt Nam đang sở hữu đều có sức mạnh tác chiến không thua kém so với phiên bản nội địa, trang bị cho không quân Nga. Su-27SK sở hữu khả năng cơ động cao, cùng với lực đẩy động cơ mạnh có thể đạt vận tốc là Mach 2. Nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, tương đương với 2.500 km/h. Máy bay còn có thiết kế khí động học hoàn hảo, dọc thân và cánh, giúp nó có độ cân bằng cao, phạm vi hoạt động của máy bay khá là lớn bởi sự hiệu quả của động cơ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập, cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu, có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh. Với 10 giá treo thì Su-27SK có thể mang hơn 8 tấn vũ khí ở hai cánh, bao gồm các loại khí tài như tên lửa, không đối không, không đối đất và bom. Hệ thống kiểm soát vũ khí của Su-27SK cho phép phi công nhanh chóng sử dụng các loại tên lửa hoặc là bom chuyên dụng nhằm tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất. Hỗ trợ cho việc tiêu diệt mục tiêu là hệ thống radar và hệ thống cảnh báo sớm. Radar của Su-27SK đảm bảo phát hiện các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển trong bán kính là 100 km. Ngoài ra thì nó có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và chỉ ra mục tiêu nguy hiểm nhất. Hệ thống vũ khí của Su-27SK gồm có một pháo tự hành GSH-301 cỡ nòng 30mm với 150 băng đạn cùng với nhiều loại tên lửa và bom chuyên dụng được lắp trên 10 giá treo ở hai cánh và dưới thân. Su-27SK có thể mang 6 tên lửa không đối không tầm trung, bắn tự động dẫn đường bằng radar, 2 tên lửa tầm nhiệt, 6 tên lửa đối không tầm trung dẫn đường và 6 tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn. Ngoài ra, thì Su-27SK còn có thể mang theo bom kích cỡ 500kg, 250kg hoặc là 100kg để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất hoặc là các loại tên lửa đối đất khác. Thứ hai phải kể đến đó chính là hổ mang chúa Su-30MK2. Su-30MK2 là máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ tư xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra bảo vệ Biển Đông. Máy bay chiến đấu Su-30MK2 được NATO định danh là Flanker, là phiên bản cải tiến của Su-30MKK, kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35. Su-30MK2 được phát triển bởi công ty Sukhoi từ năm 1997, sau khi mà Nga và Trung Quốc muốn cải tiến phiên bản Su-30 hiện có. Máy bay Su-30MK2 là chiến đấu cơ hạng nặng, hoạt động mọi thời tiết, tầm xa và cùng chủng loại với máy bay Dalgas. Su-30MK2 cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử.
Hiện thì Su-30 MK2 được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela và Uganda. Su-30 MK2 có 4 thùng nhiên liệu chứa được gần 10 tấn dầu. Khi mà nạp trên cao, máy bay có khả năng hút 2.300 lít dầu trên 1 phút. Su-30 MK2 có thể bay với tốc độ là 2.100 km/h, trần cao là 17 km và tầm xa là 3.000 km. Trái tim của Su-30 MK2 là hai động cơ AL-31FP, lực đẩy 132 kN, với giúp tăng sức đẩy và độ linh hoạt khi chiến đấu. Hệ thống radio liên lạc VHF, UHF có tầm hoạt động lên tới 400 km, phủ sóng toàn bộ mặt đất và trên không. Hệ thống chiến đấu cơ xương sống của Su-30 MK2 bao gồm có radar quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất. Sắp xếp lại hệ thống tên lửa không đối không cho phép kiểm soát 6 tên lửa cùng lúc, chưa kể nó hoàn toàn có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên biển bằng tên lửa chống hạm KH-31A và KH-35. Radar nặng 200 kg mang tên lửa là OLS-30, có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly là 10 km với laser và 90 km bằng hồng ngoại. Tên lửa KH-59 được hệ thống SVP không đối đất chỉ huy. Hệ thống này được giúp sức bởi bộ phận SUO-30PK và hệ thống định vị toàn cầu A-737. Vũ khí chính của Su-30 MK2 là hai pháo GSH-301 chứa 150 viên đạn kích cỡ là 30mm, tốc độ bắn là 1.800 phát trên 1 phút, gắn trên giá để vũ khí có thể là tên lửa không đối đất KH-10P, KH-29T và KH-59ME. Thứ ba trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu sức mạnh của đôi cánh ma thuật cường kích Su-22. Không quân Việt Nam đã được trang bị loại máy bay chiến đấu cơ đa năng hiện đại Su-30 MK2. Song tiêm kích bom Su-22 vẫn giữ một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, nhất là chủ quyền trên biển. Máy bay chiến đấu Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay cường kích ném bom Su-17 do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960. Su-17 bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 năm 1966. Sau đó thì không chỉ phục vụ trong lực lượng không quân Liên Xô cũ, Su-17 được phát triển thành Su-20 và Su-20 tiêm kích đánh chặn bom cường kích cánh cụp cánh xòe để phục vụ xuất khẩu. Không quân Việt Nam bắt đầu nhận máy bay chiến đấu tiêm kích bom Su-22M, UM, một biến thể cải tiến của Su-22 từ năm 1979, để dần thay thế cho loại máy bay chiến đấu cơ MiG-21, MiG-19 đã lạc hậu. Hiện tại thì không quân Việt Nam đang có trong biên chế với số lượng lớn các loại máy bay tiêm kích bom phiên bản Su-22M, Su-22 UM-3K và Su-22M4. Trong đó hiện đại nhất chính là phiên bản M4 được trang bị hệ thống ngắm bắn quang học LEN 54 trong chóp mũi. Thông số kỹ thuật cơ bản của Su-22 có hai loại, một trong hai phi công dài 19,03m, sải cánh là 10,02m khi mà cụp bay tốc độ nhanh, hoặc là 13,68m khi mà xòe bay tốc độ chậm, cao 5,12m, trọng lượng rỗng là 10.640kg, trọng lượng cất cánh tối đa là 19.500kg. Máy bay có tốc độ tối đa là 1.850km/h, tầm hoạt động là 2.550km, trần bay là 15.200m. Vũ khí trang bị của Su-22M4 gồm có hai pháo 30mm NR-30 với cơ số 80 viên đạn. Các điểm treo trên cánh cho phép mang trọng tải là 4.000kg vũ khí gồm có bom, rocket, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không R-60. Su-22M4 có thể mang những vũ khí thích hợp cho nhiệm vụ diệt hạm như tên lửa không đối đất, rồi hải dẫn đường bằng laser, quang truyền hình KH-29. KH-29 có tầm bắn tối đa là 30km với đầu đạn nặng là 320kg, có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến và có lượng dạn nước lớn tới 10.000 tấn. Ngoài tên lửa không đối đất KH-29, Su-22M4 còn có thể mang theo tên lửa chống radar tầm xa KH-28. Loại tên lửa đầy có tầm bắn tới 120km, tốc độ Mach 3 và mang theo đầu đạn nặng 160kg. Phương thức dẫn bắn của KH-28 là dùng đầu dò thụ động bám theo cánh sóng của radar của đối phương. Thứ tư là cánh én bạc MiG-21 Bison. Các bạn thân mến, Việt Nam từng biên chế số lượng MiG-21 Bison
Đây là phiên bản cuối cùng của dòng tiêm kích hạng nhẹ nổi tiếng BiX-21 do Liên Xô sản xuất. Năng lực tác chiến của máy G-21 BiX tương đương với chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16A hay là B của Mỹ. Sự ra đời của máy G-21 BiX được Liên Xô thai nghén vào cuối thập niên năm 1960 nhằm tiếp tục nâng cao tính năng của máy bay tiêm kích máy G-21 và Su-15. Mùa đông năm 1971, chính phủ Liên Xô đã ra nghị quyết yêu cầu phòng thiết kế chế tạo máy bay MKB Zeus ở Ufa chế tạo mới động cơ Tobolev R-25 và 300 có sức đẩy cất cánh là 7.100 kg, còn khi bay thấp với tốc độ âm thanh là 9.900 kg. Nhiều ý kiến cho rằng là với việc máy G-21 Bison có khả năng tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn cùng với sự nhanh nhẹn vốn có của nó, đây là đối thủ khó nhằn nếu như chạm trán. Các tiêm kích máy G-21 Bison còn kết hợp với hệ thống ngắm bắn trên mũ phi công và khả năng mang các loại tên lửa đặc biệt nguy hiểm. Máy G-21 có hệ thống radar điều khiển hỏa lực cũ kỹ RP-21MA, RP-22 bằng radar điều khiển hỏa lực đa chế độ Copio do Nga sản xuất, có thể phát hiện mục tiêu đường không có diện tích phản hồi radar RCF 5m² ở cách 80km ở bán cầu phía trước máy bay hoặc là 40km ở bán cầu sau của phía sau máy bay, trong khi có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và dẫn hướng tên lửa tấn công cùng lúc 2 mục tiêu trong chế độ không đối đất. Radar Copio trên máy G-21 Bison có thể phát hiện mục tiêu xe thiết giáp ở cự ly là 25km hoặc là cầu đường ở cách 100km trong khi mà theo dõi 2 mục tiêu. Đặc biệt thì loại radar này có thể hoạt động đối hải với khả năng phát hiện tàu thuyền cỡ nhỏ ở cách 80km hoặc là mục tiêu kích cỡ tương đương khu trục hạm cách 150km. Máy G-21 Bison đạt tốc độ cao gấp 2 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu hơn 600km, trần bay gần với 180.000m. Tải trọng vũ khí của tiêm kích máy G-21 có khoảng 1,3 tấn và cho phép triển khai đến 4 tên lửa không đối không tầm nhiệt cao K-13M, RS-2US, R-3S, R-3R và R-60. Và R-60M có thể mang rocket cỡ 57 và 240mm hoặc là các loại bom rơi tự do cỡ 500kg. 4 giá treo có thể cho phép mang pháo thuyền, máy ảnh hàng không, các phương tiện trinh sát vô tuyến điện tử. Trong thân máy bay được bố trí một khẩu pháo hàng không GSH-23L cỡ 23mm với kho đạn là 200 viên. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là hổ bay F-5E, chiến lợi phẩm giá trị nhất sau năm 1975. Chiến lợi phẩm đáng giá nhất của quân đội ta sau năm 1975 đó chính là 20 chiếc tiêm kích mới tinh F-5E Tiger II. Đây chính là số máy bay mà Mỹ vừa chuyển giao cho Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là số máy bay Mỹ vừa chuyển giao cho quân đội Sài Gòn khi giải phóng vào 30 tháng 4 năm 1975. Thậm chí thì có những chiếc mới chỉ có từ 9 đến 24 giờ bay. Máy bay tiêm kích F-5E Tiger II là thế hệ 2 của dòng tiêm kích hạng nhẹ F-5 do công ty Northrop sản xuất vào đầu những năm 1970 nhằm giành hợp đồng máy bay tiêm kích quốc tế EIF và chính quyền Mỹ đưa ra lúc đó. Chúng được cung cấp rộng rãi cho đồng minh, gồm cả Việt Nam Cộng Hòa. F-5 Tiger II được chính các chuyên gia Liên Xô đánh giá cao khi mà nhận được một số chiếc từ Việt Nam chuyển giao. Đại tá Vladimir Kandaros, một trong 3 phi công thử nghiệm lái chiếc F-5E, khi vừa tiếp xúc với máy bay đã cực kỳ ấn tượng với thiết kế buồng lái của chiến đấu cơ này. Ông đánh giá nó tốt ở khả năng thân thiện với phi công và có cả bàn đạp phanh, trong khi máy bay của Liên Xô lại không có tiện ích này. Chuyên gia Liên Xô qua thử nghiệm cũng đánh giá trong cận chiến quần phòng, F-5E Tiger II giành được chiến thắng hơn chiếc máy G-21 bởi sự cơ động dễ dàng của một máy bay nhỏ nhẹ với thiết kế khí động học tốt, hệ thống điều khiển ngắm bắn hiệu quả. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì F-5E Tiger II đã tỏ rõ hiệu quả khi được sử dụng bởi các phi công quân đội nhân dân Việt Nam. Những chiếc tiêm kích này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân Khmer Đỏ. Ngày nay thì tuy chúng đã được rút hết khỏi biên chế do thiếu phụ tùng thay thế, nhưng những chiến công do F-5E Tiger II vẫn được ghi nhận vào bảng thành tích của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp thắc mắc cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của kênh Tin Mới 24 giờ.